Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Nghệ An năm 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019, bao gồm 5 chiến dịch. Chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại các địa phương. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh trong cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đoàn viên thanh niên tại các địa bàn diễn ra chiến dịch. Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ. Chiến dịch tình nguyện hành quân xanh trong thanh niên khối lực lượng vũ trang. Chương trình lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 sẽ được diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại thị xã Hoàng Mai với sự tham gia của 2.000 chiến sĩ tình nguyện. Với phương châm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong chiến dịch thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh mong muốn các cấp bộ đoàn, hội và đoàn viên thanh niên, hội viên sẽ tích cực tham gia hưởng ứng, đạt được kết quả cao trong chiến dịch.